Rồi, ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một clip lưu trữ một ạc cày chay không nạp móc 110 triệu lượt chiến. Ôi, mẹ, có một bạn cày chay không nạp mà lên được một móc 110 triệu lượt chiến. Hôm nay chúng ta sẽ coi thử cách bạn đó cày chay không nạp một đồng nào của ạc sẽ như thế nào. Ôi, mẹ thật là hãnh diện khi có một người chơi không nạp một đồng nào lên được hạng 5 server móc 110 triệu lượt chiến ở server 8X. Ôi, thiệt là quá dữ. Hôm nay chúng ta sẽ coi ạc của bạn cày chay không nạp như thế nào. Uầy, bạn không nạp bạn có Buri Buri ở Watch 2. Bạn không nạp bạn có cung MK ở Watch 2. Bạn không nạp bạn có tăng tốp ở Watch 2, năm đầu ở Watch 2. Và cung vua lòng đất ở Watch 2 luôn. Ngồi ra không nạp này còn dư bao nhiêu xu token để cho tôi coi luôn. Uầy, bạn không nạp mà bạn mất hết gói ra luôn. Bạn không nạp bạn ăn hết móc mực, móc 8, móc 9, móc 10 luôn. Uầy, ạc này kỳ chi không nạp dữ ta. Rồi, ok, đó vô coi ạc mấy em vui gì đủ rồi. Đầu tiên là có con MK, tôi thấy là con MK này lắp đánh ngôi sao vàng là hơi bị dữ á. Hoài mạnh thế nha. Đầu tiên là con MK này là có miễn sát thương phi ở bậc 2. À, bộc phá huy chương, cái này ngon, cái này thì bộc phá huy chương này lâu lâu thôi cũng được, nói chung cũng tạm. Đang sĩ thương đến nhóm, rồi tấn công. Ui, bị áo đẹp thế nha, áo được đó em. Mà cái áo này, ủa cái áo này là hai vòng luôn chứ, áo này ba vòng đúng không? Cái áo này là ba vòng đúng không? Đúng rồi, ba vòng luôn mà. Trời ơi, cái áo đẹp mãi. Tăng sát thương đến nhóm trước khi hành động có thể khôi phục 12% HP, tấn công 2%. Rồi cái đôi giày đây là đôi giày đây là tấn công luôn, ngon. Đâu đôi giày đây cộng tấn công luôn, ngon. Tăng sát thương đến nhóm được nhưng mà đánh mớm 1% thôi cũng hơi xui, nhưng mà đồ đẹp quá mấy em. Đồ này là dòng nào, dòng ẩn nào nâng lên cho con MK này xài cũng ngon, sau này Tatsumaki xài cũng ok nha, đồ này ngon vãi. Rồi thẻ thì thẻ là tăng hút máu, rồi hai dòng sát thương ngon, ok. Vậy thẻ này thì quá đỉnh rồi, thẻ này thì virus rồi, thẻ này sau này chuyển qua cho Tatsumaki xài vẫn ngon. Mấy nói chung là tất cả các con anh hùng chỗ này xài thẻ này đều ngon, cái thẻ này hai dòng sát thương chuẩn quá. Rồi tấn công, tấn công, tấn công, ba dòng tấn công thường, hai dòng phần trăm, ok. Đỡ đòn bạo kích, hai dòng bạo kích, hai dòng đỡ đòn, một dòng bảo thủ, rồi ok được. Về mặt về chất tướng á nha, các tướng đầu tiên vì ạc này là cày chay không nạp á, cho nên là tướng đầy đủ nha. Ạc này cày chay không nạp tướng khá là đầy đủ, với lại thẻ tăng sao đồ cũng nhiều, cho nên khi mà dùng tướng thì thấy là dữ á, hơi bị dữ á. Rồi HP đồ lấp lánh nè, hai món này. Ừ, cày chay ta đặt tên thì tôi kêu đặt cày chay hơn á, hơn đó là để chú này là cày chay á, nó mà để cái tên này cày chay không nạp nha, gặp tôi vô tôi đổi tên đặt này là cày chay không nạp, tôi có nhắc đi ví dụ cày chay không nạp thôi. Rồi ok, để coi thử mấy con sau mấy em, tôi coi thử mấy đồ tăng coi thử nó biêu chuẩn chưa, để trong giai đoạn sau này làm lần đầu cho nên là vô coi thử là xây dựng thiếu thiếu gì không. Thấy xung đánh ngang thần cơ bản thân ok, tăng tốp thì ở đây ui HP 2% luôn, ngon thế nha. Rồi ok, chuẩn bài, tăng sức thêm, bảo vệ thủ chi viện. Ngoài cái thỉ này ngon thế nha. Giờ là ạc này không bỏ con tăng tốp này ra được rồi, không rãng tăng tốp này ra được rồi. Trời ơi, tăng tốp đồ như này, tăng tốp này quýnh hơi bị mạnh luôn á. Trời ơi, mấy con tăng tốp đồ như gì thôi nó quýnh tì tu luôn mấy anh em, tăng tốp đồ ngon dữ vậy. Má, tăng tốp này đi thôi chứ để đấm thôi đâu kể gì trời. Ôi má, cái này mà để đấm thôi rái người luôn á mấy em. Cái thẻ này cũng tăng tốp đấm đau lắm. Cái thẻ này mà cái Tatsumaki cũng xài thẻ này cũng được, nhưng mà thẻ này thẻ HP tăng tốp xài thẻ này ngon. Rồi ok. Đấy, HP 3 dòng HP chỗ này bảo kích tấn công kháng hiệu ứng. Rồi ok, được. Nói chung là về tướng cơ bản là đồ build đồ chuẩn chuẩn chỉ đầy đủ hết, không thiếu thứ gì hết. Thì để trong giai đoạn sau á thì tướng này ra con nào nó cày chay mà thì con nào nó cũng vào Watch 2 rồi mấy anh em. 142 giấy tinh cũng nhiều giấy đen, ngoài 360 giấy đen, 70 giấy siêu kỹ. Kệ chay không nạp đồng nào nhưng mà giấy rất nhiều nha, giấy rất nhiều. Thì về cái chủng cơ bản á, để mà đi PVP á, thì ở thời điểm hiện tại á, trong server này á, là rất nhiều chiến thần nha, lượt chiến trung bình ở server này cao lắm mấy anh em, server này cao lắm. Thì khi mà đi BK BB trong giai đoạn sau á thì gần như là chuyển đổi meta luôn rồi. Trong giai đoạn sau thì sẽ có cái lối chơi á, tùy theo cái việc mà lối chơi xây dựng thôi. Chỗ này thì sau này khi mà qua giai đoạn sau đúng không, chỗ này sẽ là con zombie man nè, con mực đúng không, con đen bóng. Thì đen bóng cái này ạc này chắc phải cho con Buri đi bụi mấy tuần em, thì ạc này phải cho con Buri đi bụi mấy tuần á, nhưng mà mới về lại được con đen bóng đâu. Rồi chỗ này thay con Buri này bằng con đen bóng nha. Nhưng mà tầm này, nhưng mà anh thấy hình như là ạc này ao chiến khu hơi bị nhiều á thiệt. Ạc này là ao chiến khu hơi bị nhiều.
Tôi thấy build đồ hình mạnh nè, cái kiểu tướng đồ cũng ok, đầy đủ, lực chiến cũng xem cao rồi. Nhưng mà để so với gọi là tiếng tăm so với những người top trong server này, ví dụ như Sơn Tùng MTB rồi DK nè, rồi hai cái ạc này mới đổi tên nè, ạc này mới chuyển chủ à. Ạc này là ai vậy ta? Ạc này ạc của ai vậy? Xcross này là ạc của ai vậy? Ạc này Xcross này mới chuyển chủ nữa nè. Lại nông dân đu top. Server này nhiều nông dân thế nha. Ê, nông dân kỳ chay không nạp, lại nông dân đu top nữa, ghê thế giờ. Ghê quá giờ, server này nhiều nông dân quá nha. Server này mới chuyển chủ này không biết mấy anh em này mới chuyển chủ không biết nó server này nhiều nông dân đu top á nha. Thì để mà mình vô mình đi BK trong giai đoạn mà trong chiến khu á, thì anh nghĩ là nên chịu khó chăm xếp đội hình nữa, lại chăm xếp chiến khu thêm một tí. Và cái tính năng chiến thuật ở đây thì đang kích lực chiến lên thì ơi coi, ok, vũ trang rồi, được, cái này chạy, cái này ngon nè, tập trung đi, cái bộ này ngon nè. Rồi, ok, chuẩn. Ghét đấu thì, rồi, ok, không cần gì để nói luôn. Rồi, ok. Công nghệ. Cái công nghệ chỗ này có hai lối đi. Thế sau này tôi sẽ làm cái vũ trang chỗ này, công nghệ này ok, chuẩn. Cái bộ này nhiều anh em hỏi là bộ này mấy anh em, cái này mấy anh em tự test nha. Cái này tôi tạo content cho mấy anh em nha. Vì sao cái chỗ này nhiều người để cái kiên nghị? Cái chỗ này sẽ có hai hướng nha. Một là để bộc phá cho bên công nghệ. Nếu như mấy anh em, tại sao mấy anh em hỏi á, là có nhiều trường hợp là để bộc phá này cho bên anh Hùng luôn, và có nhiều trường hợp là để cho bên công nghệ. Thì cái này sẽ có hai loại. Nếu như bạn chơi Flashy Flash nha, nếu như bạn chơi Flashy Flash và bạn đi BK với bên kia nó cũng xài Flashy Flash, thì thường cái bộc phá này nó sẽ nằm cho bên công nghệ. Còn nếu như bạn là một người chơi Zombie Man và bạn đi BK với bên kia dùng Flashy Flash hoặc đối đầu với Zombie Man luôn, thì bạn sẽ để cho cái bộc phá này bên anh Hùng luôn để tối ưu hóa đam. Và cái chỗ này sẽ để cường công để tối ưu hóa đam cho con MK, và cái chỗ này sẽ để kiên nghị. Tôi nói ví dụ đây, đập skill mấy anh em sẽ nhìn. Đây tôi chỉ vô đập skill thôi, tôi không giải thích vì sao nha. Đây đập skill nha. Khi mà mấy anh em đập skill tấn công toàn phi địch 5 lần 450% sát thương, và khi tấn công chón chuyên dụng ok, khi chỉ địch chón đặc hóa thì kỹ địch sẽ tăng thêm sát thương bằng 150% tấn công trong vòng 5 lượt, có sát suất kỹ địch vào trạng thái chón chuyên dụng và không thể hành động, và khi mỗi phi hành động này ok. Và mấy anh em đọc cái question 2 nè. Chỗ này khi nhân vật hành động, mỗi kỹ địch sẽ giúp mỗi kỹ địch trong trạng thái chón chuyên dụng, chón đặc hóa nhưng tôi đọc là chón chuyên dụng, giúp cho toàn bộ phi ta nhận được 100% tấn công của hiệp sĩ, nhận cái lớp hộ thể này bằng 100% tấn công của hiệp sĩ kim loại, và cái hộ thể đặc hóa này kéo dài trong vòng 3 lượt. Vậy tại sao chúng ta dùng cường công? Dùng cường công để tối ưu hóa đam cho con MK, dùng cái lá trắng kia để tối ưu hóa cái lượng mà tạo cái lớp giáp hộ thể cho con MK đi. Tại vì lá trắng nó cộng dồn với tạo lá trắng cái việc hộ thể của con MK. Cho nên chỗ này sẽ có nhiều trường hợp đi, và không phải lúc nào nó cũng lắp tiêu chuẩn giống y chang gì nha. Cái này không phải là tiêu chuẩn nha. Cái này là lối chơi. Người chơi Flashy Flash sẽ lắp kiểu khác. Người chơi Zombie Man sẽ lắp kiểu khác. Người chơi mà không bút tóc luôn sẽ lắp cái này kiểu khác. Cái này nó sẽ có 3 lối chơi. Nó giống như cái câu chuyện mà tại sao mà trong meta của con G4 nha. Mấy anh em tại sao mấy anh em chơi meta của con G4 á, thì mấy anh em hỏi nobody, tại sao ông nội nobody là đang meta của bên anh Hùng, đang meta của bên anh Hùng nha, hoặc là tất cả các top luôn nha, nói nobody hơi kỳ, lung cũng vậy, thằng Ginawer cũng vậy, tại sao đang chơi trong meta bên anh Hùng mà lại đi lắp cái bộc phát này cho con G4 ở phía bên công nghệ mà không lắp cho bên anh Hùng? Lúc đó là đang chơi con lúc đó chưa ra CV nha, lúc đó là đang chơi con Tatsumaki nè, rồi con MK nè, rồi con Điên Bóng nè, toàn bộ là anh Hùng hết. Nhưng mà tại sao lắp cái bộc phát này đi lắp cho bên anh Hùng mà không lắp cho bên của công nghệ đây? Và khi mà tới lúc con G4 á, tới lúc mà chuyển qua meta con G4 á, thì nó chuyển cái này lắp cho mình con G4 mà. Và khi mà trường lực xuống chỉ có mình con G4 mới dùng cái này à. Mà nếu như lắp cho bên anh Hùng thì lúc đó là có con Tatsumaki đi được nè, con MK đi được nè, rồi con bút ở bút tóc lúc này đang dùng Sonic, rồi Tatsumaki nè, MK nè, Điên Bóng nè, nó sẽ lợi thế và ưu thế đam hơn. Nhưng mà tại sao lắp cho bên công nghệ? Thì sau này nó mỗi lối đi nha. Cái này là mỗi lối đi nó bị hụt năng lượng ở lượt thứ ba, đúng rồi, ở hụt năng lượng ở lượt thứ ba. Thì mấy anh em coi trong clip BB, cái người mà bị lỗi hụt năng lượng này nhiều nhất á là Aginawer với lại Nobody, là hai người dùng cái trường lực này nè là bị hụt năng lượng.
Cho nên là khi qua cái dạng như meta sau á, chuyển qua lúc mà meta tới con Siri rồi đó, thì hai ông này chuyển cái này về luôn thẳng cho bên của bên anh Hùng luôn, và chấp nhận luôn là quýnh tới lượt thứ ba là luôn luôn thua người ta là một điểm năng lượng. Còn mấy người kia thì để cái ô này ở ô công nghệ hoặc là cái ô cho những con DPS chủ lực. Ví dụ như là đang meta đó là meta của ghét đấu thì người ta để cho ghét đấu, đang meta của vũ trang thì để cho vũ trang, meta của công nghệ thì người ta để cho công nghệ. Chứ trường hợp mà để cho bên anh Hùng á, mấy con anh Hùng mà nó đi nhiều quá, trong trường hợp mà đi đổi bên anh Hùng nhiều quá nó bị hụt năng lượng qua lượt thứ sau á, đâu qua lượt thứ ba thứ tư gì đó, thì con Siriu nó không đủ năng lượng để nó đạp, là lỗi này ở Ginawa bị 3 tuần liên tiếp và Nobody bị 1 tuần. Nhưng mà Nobody hơn nha, cái trận mà mấy em coi cái trận mà Nobody xém thua, tôi nói là xém thua luôn nha, là Nobody hết tất cả từ bất khuất hết gì luôn, nhưng mà hơn cái lượt đó là do Nobody mạnh quá. Tôi nói là con Siriu của Nobody mạnh quá là đá chết con luôn, là một mình con Siriu đá cân ba, cho nên là tuần đó là Nobody xém thua do tính sai một điểm năng lượng thôi. Ê, và kể từ đó là Nobody bỏ luôn nha, Nobody bỏ luôn, là chuyển hai ô này là hai ô đòn phủ đầu luôn, không có cần công nghệ quần què hết á. Và ông bù lại là trong một cái ô của một con quái nhân hay là một ô nào của anh Hùng á, họ bù là điểm năng lượng thôi là đủ nha. Mấy anh em coi mấy anh em BK bên CVC thì mấy anh em hiểu cái này là lối chơi nha, cái này là tùy theo lối chơi. Còn theo bản thân tôi, ạc này chơi zombie man á, thì chỗ này thì bỏ cường công đi, chuyển cái này về cho bên anh Hùng luôn để tối hóa đam cho bên anh Hùng, cho con MK nó bắn cho sướng. Tự nhiên đang đi MK dùng đồ nhưng MK nó khỏe vậy, chuyển hết cái này về cho MK nó bắn đi, chuyển hết cái này về cho MK nó bắn luôn. Chỗ đây là công kích nha, chỗ này là công kích với lại lá trắng, anh Hùng chỗ này là hai cái đòn phủ đầu, và cái hút máu này chuyển về cho quái nhân hay là chuyển về cho con tâm linh cũng được, nói chung là chuyển về cho hệ nào cũng được. Rồi, ok đấy. Thì thiếu lúc đầu thì coi thiếu năng lượng, lúc đầu không thua, sau này coi tới lúc mà cái trận mà lúc đầu em kêu là thiếu năng lượng thì em kêu không phải, là sao thiếu được. Nhưng mà coi tới lúc mà coi thằng Nobody nó tại vì coi á, toàn coi thằng Nobody không à, thằng Nobody nó win không à, đâu có thấy nó thua đâu. Rồi mãi coi tới tuần mà thằng Ginawa nó chơi á, là mình mới biết là nó thiếu năng lượng, nó trường lực nhiều quá, nó bị thiếu năng lượng. Cái thằng Lồn Văn này, xin lỗi mấy anh em nha, cái thằng này á, tao thấy mày lên đây á, mày hơi bị xạo, đang clip lưu trữ. Nè, tao nói mày nha, mày á, ngày nào tao cũng like, tao thấy mày nào mày cũng vô coi, mày ghét tao thì mày cút mẹ ra khỏi kênh tao đi, mày qua mấy kênh khác mày coi. Mày cứ vô đây mày ngồi lâu lâu mày chọt lên mày chửi tao ngu. Tao ngu mày coi ngu, mày coi tao ngu mà mày ngồi mày coi, ngày nào mày cũng coi. Thiệt á, ở đây 224 con người nè. Nè tôi nói cho 224 con người đi, thằng này ngày nào nó cũng vô nó coi tôi nha, mà ngày nào nó vô nó cũng ngồi nó chửi tôi ngu hoặc nó chờ nó cắn tôi không mà. Rồi mày coi một thằng ngu làm cái gì? What the fuck man? Thiệt, tao thấy ngày nào mày cũng coi hết á, mày yêu tao à? Mày yêu thầm tao thì mày tỏ tình con mẹ mày đi, tao không chơi BD nha. Nhưng mà tao thiệt với mày, tao thấy ngày nào mày cũng lên mày coi đó. Mày mi cái lỗ dứ của tao à. Thiệt, ngày nào nó cũng lên nó ngồi nó coi tôi mà nó buông lời cây đắng với tôi không à. Yêu tao thì mày nói mẹ mày ra tao mày tỏ tình đi. Trời ơi tao thiệt á, nhưng mà nếu mày tỏ tình thì tao cũng từ chối, tao yếu quá chơi gay. Ngày nào cũng lên đây ngồi coi xong chửi tôi đủ. Tao thấy mày giống như mấy thằng ở trên YouTube á, lúc nào cũng cắn tao nhưng mà ngày nào cũng vô coi hết á. Đủ, ba chích mẹ mày rồi. Nhưng mà vẫn ban nha, chửi mày coi tao, ngày nào mày cũng coi, tao biết là mày vô mày coi ủng hộ nhưng mà tao vẫn ban. Lập ạc khác vô coi tiếp đi em. Báo cáo vi phạm, xâm phạm, nội dung khiêu dâm, nội dung bắt nạt, thằng này nó chơi BD, lý do quấy rối tình dục, mày. Ẩn người chơi khỏi kênh tôi. Mày vô ngồi nó yêu tôi, nhiều thằng như nó bị yêu thầm tôi á mấy ông. Mày vô ngày nào nó cũng ngồi nó coi. Vô ngày nào nó cũng vô ngồi nó coi đó, coi thì khen, nếu khen vô ngồi lâu lâu ngồi chọt một hai câu nó chửi. Mẹ yêu thì yêu, nói mẹ tỏ tình ra đi, độ mà yêu thầm thì nói mẹ ra, nhưng mà tỏ tình tôi cũng từ chối rồi, tại vì tôi không chơi BD nha. Độ mấy nào yêu tôi ngày nào lên hỏi tuổi xong rồi hỏi lên chửi đủ. Khó chịu thiệt, quấy rối tình dục. Rồi, ok, tiếp tục, má đang làm clip lưu trữ cho người ta nữa, cay thiệt. Rồi ok mấy anh em, đó là cái chủ tính năng chiến thuật nha, là nên chuyển về đi BK quýnh cho đã đó. Tại vì ạc này đi zombie man mà không thiếu năng lượng đâu, đi zombie man không thiếu năng lượng mấy anh em, cho nên là trong giai đoạn sau nên trong làm xong hôm nay chuyển về hết về bên anh Hùng luôn cho con MK bắn cho đã, lại con điên bóng hút luôn hai cái trường lực, rồi sau này khi mà trong giai đoạn tiếp theo của con Sunnit thì tính tiếp. Rồi ok đấy, còn chỉnh là như đó thôi. Còn đồ đạc tầm này thì con MK bắn tầm này, con MK đồ đạc như thế này thì bắn tẹt ra rồi, bắn bao đã luôn, đồ này quá đẹp. Nhưng nếu như mà có dòng sát thương đánh nhóm lên 6% hết thì đồ này chuẩn hết luôn, đồ này thì bao không có gì để chê hết rồi, đồ này là xài cả đời luôn. Rồi ok đấy.
đó là cần chỉnh thôi, còn cái cần chỉnh hai cái là cái tính năng, cái tính năng chiến thuật này với lại cái huy chương nữa, coi thử vô chết huy chương, huy chương nó năng cái gì. Trường mới rồi, ok năng ok rồi, 443 trường lực rồi, ok năng mấy cái này thì mấy anh em năng đều hết rồi, thường là server cũ, tầm này server cũ mấy anh em năng đều hết rồi ha. Ok, đó là mấy cái mà cần chỉnh lại trong mặt. Với lại á, anh thấy là trong server, anh thấy trong server nha, em nên đi, em chịu khó đi bb đi ạc này, bây giờ 110 triệu rồi túi thiệt á, thằng này nó ạc nó mạnh nhưng mà nó lười đi bb lắm, thiệt lười đi chiến khu lắm, mình mạnh rồi mình đi chịu khó mình đi quýnh nhau đi. Anh thấy trong server này những người mà ngang được chiến như thế này nè, như tầm này tầm 110 đi nè, hai ông này chưa thấy lần nào luôn á nha, ba ông này luôn, ba người luôn, top 4, top 5, top 6, 7 chưa bao giờ thấy trong chiến khu, mặc dù được chiến rất mạnh nha, được chiến rất mạnh luôn, chưa bao giờ thấy trong vui được chiến top 8 chiến khu luôn. DK này thấy rồi nè, ông Cross này thì mới đổi tên không biết, Sơn Tùng MTB thì Tùng nào cũng thấy mặt. Mình chịu khó mình đánh BB chứ, mình mạnh lên mình đánh BB đi chứ, cho người ta coi chứ trời. Hay là kỳ chay không nạp ẩn giấu à, sợ người ta lộ, là sợ là mình kỳ chay mình không nạp lực chiến mình cao à, mình bị mình kỳ chay không nạp mình thua người ta à. Mẹ ạc vô cứ vô nhìn từ kỳ chay không nạp, xong rồi đằng này là kỳ chay, xong rồi đằng này đang top này đặt tên là gì, đây top này để tên là gì, nông dân đu top, nông dân đu top, má mấy người khứa thì thiệt luôn á. Rồi ok, nãy ạc này phẩm chất đồ đi cũng chuẩn hơn tôi luôn, mấy không ạc này tướng này phẩm chất có chuẩn từ A đến Z rồi. Rồi ok ha, cần chỉnh lại cái chỗ mà cái tính năng chiến thuật này đi BK cho nó ngon. Nó lại giờ này mà chưa đủ bộ tàn bạo hay sao mà tàn bạo giờ này, mà tàn bạo giờ này mà xài bộ B vậy, hồi thiếu cái bà mấy không. Rồi đổi mẹ đi vô đi, đổi mẹ luôn, kích lên bộ vàng chơi cho nó khỏe đi, nhìn cái bộ phèn thiệt chứ, họ đeo đủ điểm đổi luôn. Trời ơi, quá đủ điếu, đủ điểm đổi luôn, phải không, mà vãi đạn thiệt. Mày xưa giờ mày đi đổi à, đi đổi tốc độ, đi đua tốc độ, phải không, đua tốc độ nào, bữa nào dành cái đổi mẹ đi cho nhìn chứ, bộ này đỡ phiền, cái mới ăn 110 triệu được chiến xài bộ B nhìn chán thiệt. Mới ăn 110 triệu được chiến luôn đi xài bộ B à, vãi đủ đi. Rồi ok ha, xong rồi. Đấy, cần chỉnh lại như đó thôi. Rồi chừng nào mà lên móc này khuyên nhiên mỹ nó nói này nói nãy giờ. Chịu khó chăm đi BB đi, chịu có chăm xếp đội hình đi BB đi, ạc mạnh đi BB lên. Tôi nói là mấy anh em 110 triệu được chiến á. Cái này là do mấy anh em lên tới đây là mấy anh em lười hay sao, mấy anh em không muốn quýnh nữa. Thật sự á, mẹ tôi đây mẹ phân khúc 80 triệu được chiến của tôi, mẹ tôi quýnh tay tu đúng không? Mày ngày nào tôi cũng ngồi tôi quýnh nhau. Quýnh với những người ngang được chiến thôi, còn mình lên tới cụm này mình tham gia vào giới showbiz đi. Mình tham gia mình đi mình hành mấy con gà đi bắn cho nó sướng, trời má con MK này mà đi bắn nó đã kể gì mấy ông thiệt. Ôi má con MK mà cầm đồ như này thôi chứ đi bắn đã kể gì, mà không chịu đi vô BK lấy tướng cho nhiều vô, mà không đi BK là lấy làm gì. Rồi tầm này mà MK này mà đi bắn nó chứ ít nhất phải 360 380 triệu. Rồi ok. Nhìn thôi.